Sáng 16 tháng 3, nhiều du khách phải xếp hàng từ 6 giờ sáng chờ thưởng thức phở tại Festival Phở Việt 2024 được tổ chức tại thành phố Nam Định. 30 gian hàng phở đến từ nhiều vùng miền khác nhau của cả nước đã mở cửa đón khách tại Festival Phở Việt 2024. Các công đoạn làm nên món phở truyền thống như phơi, hấp, thái sợi phở, chọn các nguyên liệu nấu nước phở truyền thống đều được thực hiện tại gian hàng để du khách có thể tự do tìm hiểu. So với ngày đầu tiên, ban tổ chức lễ hội đã phải nâng gấp đôi số lượng phở để phục vụ du khách, từ 10.000 bát phở lên 20.000 bát. Số lượng du khách tăng đột biến ngay từ sáng sớm. Rất đông người dân phải xếp thành hàng dài để chờ được thưởng thức món phở truyền thống của nhiều địa phương khác nhau. Thì ban tổ chức chúng tôi cũng đang thành lập một cái nhóm hỗ trợ cho tất cả các gian hàng để làm sao đáp ứng được tối đa về lượng khách đến để tham dự, cũng có thể thưởng thức được những tô phở và cũng có những cái tuyên truyền truyền thông tại địa phương của tỉnh Nam Định. Đó là cái kênh mà mạng người dân, mạng xã hội để làm sao lan tỏa một hình ảnh đẹp nhất, lễ hội có thể được diễn ra một cách văn hóa và an toàn cũng như là một cái văn minh lịch sự tại tỉnh Nam Định. Mỗi người dân được mua tối đa 2 vé, giá trị mỗi vé là 15.000 đồng, sẽ được thưởng thức một bát phở tại bất kỳ gian hàng nào trong lễ hội. Số tiền thu được sẽ được trích một phần ủng hộ quỹ trẻ em bại não tại tỉnh Nam Định. Bên cạnh mục tiêu đưa phở Việt trở thành thương hiệu quốc gia, gắn liền với phát triển du lịch trong và ngoài nước, ban tổ chức kỳ vọng sẽ đưa nghề phở Việt vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia và thế giới.